còn sáu nữa, sáu s nữa. Quay đồng mới đá mấy bài đúng không? À, đi Buôn Ma Thuột khi nào vậy? Như đầu mới mua thảo cái iPhone 6 Plus này. Ủa? Mua Nguyễn Dũng lại hả? Sao thấy có hộp đàng hoàng mà? Ông bán nhiêu? Dạ, yeah, 6S Plus bao nhiêu nghi? 64.000. Mới hôm qua đang ở Buôn Ma Thuột mới về nè. Để quay đầu. Thôi lo đi chút xíu.